Đây là quà của con, bộ đồ người nhện đó, hy vọng là con sẽ thích. Đồ người nhện nè, cảm ơn bà. Chị sướng nha, có quà luôn. Quà của con đâu? Ba không có. Tên tên. Người nhện đi, người nhện đi, hiển thân chính nghĩa. Spiderman. Bèn. Vậy bạn là người nhện thiệt hả? Chứ sao, tay của người nhện bám đâu là dính đó. Thiệt hả? Thiệt chứ sao? Nhìn nè. Đó, ghê chưa? Ủa, nhưng mà một chân của bạn còn dính đất kìa. Như vậy đâu có được đâu. Ờ ha. Vậy bạn tới đây đỡ mông lên xíu ơi. Hoặc là cõng cũng được. Ừ, vậy mình cõng nha. Làm lại đi, làm lại cõng lại. Rồi ok chưa? Ok. Rồi đi. Người nhện đi, hiện thân chính nghĩa Spider-Man. Leo tường để cứu người. Người nhện đi. Bây giờ bạn muốn đi đâu nữa? À, bạn cõng mình lên lầu bay. Hả? Hả gì? Làm cho mình vui đi. Ờ, nhưng mà có khi nào lên trển rồi bạn nhảy xuống luôn không? Điên sao nhảy? Nhanh lên. Lại, yeah. Người nhện đi, hiện thân chính nghĩa Spider-Man. Leo tường và cứu người. Người nhện đi. Kêu. Ai giống người nhện vậy ta? Ủa ba hả ba? Ba coi con làm người nhện nè. Coi nè, coi nè. Ôi. Ta là người nhện đây. Trời ơi. Người nhện đã xuất hiện thiệt rồi hả? Đúng rồi. Ta xuất hiện nè. Trời ơi, người nhện xuất hiện như vậy thì ta phải chết sao? Chết. Xin người nhện ơi, tha cho ta đi. Không được thoát khỏi tay ta đâu. Ta biết rồi, từ đây về sau ta không dám gì nữa đâu. Người nhện hãy nhẹ tay cho ta. Được rồi, ta sẽ tha cho nhà ngươi. Đa tạ người nhện. Không được tái phạm nữa đó. Yes, ok. Ấy, con làm vậy, té đó. Chà, người nhện đi. Spider-Man. Té xuống. Xuống con. Spider. Ủa sao không dính vậy trơn trời. Đi xuống đi, muốn dính thì chiều nay ba mua cho keo dán sắt ba dán cho dính. Xuống té mày chờ nè. Hả? Từ từ. Người nhện ba. Ừ, người nhện giỏi lắm, người nhện của ba giỏi lắm. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man, chiêu. Hiện thân chính nghĩa Spider-Man, chiêu. Tâm Anh ơi, Spider-Man tới nè. Tâm Anh ơi. Đau rồi trời. Thiệt tình. Spider-Man đi đây. Spider-Man, chiêu. Spider-Man, chiêu. Hiện thân chính nghĩa đi. Leo tường và có người. Spider-Man, chiêu. Spider-Man, chiêu. Spider-Man, chiêu. Chiêu. Spider-Man, chiêu. Spider-Man đã xuất hiện rồi đây. Hả? Spider-Man tới đây. Spider-Man sẽ tới đây. Yeah. Spider-Man. Chiêu. Trời đất ơi. Con là con gái nha, làm chi? Trời đang mưa kìa, không thấy hả? Leo cây té bây giờ, đi vô nhà, nhanh lên. À, không sao. Con là Spider-Man mà. Spider-Man chiếu. Chi? Mặt nạ idol xuất hiện rồi nè. Trời ơi, cool ngầu luôn. Chuẩn bị vô trận. 3, 2, 1, vô. Đánh nó, ừ đúng rồi, giật nó. Ừ, đúng rồi, đánh nó, đánh nó. Vô. Ê, làm gì vậy? Đúng rồi, đánh nó. Trời ơi, thấy nặng lắm rồi nha. Nè. Đúng rồi. Đè nó xuống. Trời ơi, đè nó xuống. Trời đi bạn. Đúng rồi, giật nó. Đánh nó. Nhanh lên. Đánh nó, đúng rồi. Vậy đó, đúng rồi, đánh nó. Tiếp tục đi. Yeah. Mẹ ơi, hết hồn. Thì ra là bạn hả? Làm chi? Ta không phải là Lam Chi. Chứ bạn là ai? Ta chính là Mắt Nạ Cọp.
job hả? Chứ sao? Hôm nay ta sẽ cho mày biết thế nào là sự lợi hại của mặt mày cơ. Đừng, đừng. Tôi sẽ cho mày biết đây. Đừng mà. Được thua chưa? Được thua. Được thua. Không thể dễ dàng cho Nguyên chịu thua như vậy được. Phải còn lại chị thì có mới thua. Chị ơi. Chơi với mày chán ghê nơi luôn á. Nhưng mà mình đau thiệt mà. Dạ. Cho mặt nạ cột đây. Được, con muốn khiêu chiến cái gì? Đúng. Vậy thì hai ba con mình đấu một trận đi. Hay. Chu chu đi, đầu hàng chưa? Chơi cái kiểu gì kỳ cục hồi đó không bao giờ. Khiêu chiến nhanh mà. Con ghét ba ba là cái gì cũng lo trời. Con chọc ba trước mà. Em đã nói rồi mà. Anh á, tuổi này rồi mà còn chơi với con nít cái kiểu đó nữa. Nó chọc ba trước rồi rủ anh chơi mà. Em thấy anh hơi lố rồi đó. Trời ơi, cơ mới là bó hết trồn mà. Trời ơi, sao đi vệ sinh không qua cửa? Ta là mặt mày gợp đây. Lột cái mặt mày ra. Thôi, cũng lột đâu, con là mặt mày gợp mà. Hết biết con nhỏ này. Nè con. Dạ. Làm chi nó bày cái trò gì trống vậy? Con nghĩ là nó nhiễm mấy cái phim đấu vật ở trên tivi đó ba. Kiểu này không biết kéo dài bao lâu nữa đây. Trời trời, hết biết nhỏ này luôn. Ta là mặt nạ cọp đây. Đừng mà. Dạ. Mình không có giỡn đâu. Xảy ra cái chuyện với tao anh hoài vậy? Anh trai đó. Ta là mặt nạ cọp đây. Em còn cái chuyện nữa hả? Chị giật mặt nạ của em đó. Rồi làm bạn bè với tao hả? Lam Chi à, bạn nói vậy mình buồn lắm á. Buồn cái con chuồn chuồn á. Tao thấy mày đang nhầm lẫn cái gì đó thì phải. Phận chủ tớ giữa mày và tao có sống chung 60 năm đi nữa thì cũng chỉ là người dân. Cưng nghĩ cưng là ai mà kết thân với chị được hả cưng? Ha.
đoạn tuyệt. Tôi là Lê Tâm Anh. Kể từ giờ phút này trở về sau, tôi quyết định sẽ đoạn tuyệt với Phan Đỗ Lam Chi. Cái con nhỏ này, nó dám đoạn tuyệt với mình hả? Này Tâm Anh, cái gì đây? Mày bị khùng hả? Cái gì nữa? Cái này đáng lẽ ra tao phải là người đoạn tuyệt với mày. Tại sao mày lại đoạn tuyệt với tao? Xin lỗi nhưng mà mình đã đoạn tuyệt với bạn rồi. Từ bây giờ bạn đừng nói chuyện với mình nữa. Gì? Trời ơi, mắc cười quá à. Từ trước tới giờ tao có coi mày là bạn đâu mà đoạn tuyệt này nọ. Đừng có hòng thoát khỏi tay chị. Chừng nào chị hứng chị mới đoạn tuyệt nha cưng. Nãy giờ mình nói bạn không hiểu hả? Đoạn tuyệt có nghĩa là mình không chơi với bạn nữa. Và mình cũng không nói chuyện với bạn nữa. Thôi ngực cười mày quá à. Người đẹp và dễ thương như tao thì có quá trời người chơi. Ai mà thèm chơi với mày? Cái đó mày tự tưởng tượng, mày tự mộng du là tao là bạn mày thôi. Ok, tưởng tượng hay mộng du cũng được. Nhưng từ bây giờ bạn đừng nói chuyện với mình nữa. Ê ê, tao có mắm này. Mày là người gửi thư, gọi chuyện cho tao trước mà. Ok, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Nói mà không biết mắc cỡ. Chơi với mày có được cái gì đâu. Có hết tao bỏ đâu. Phản công! Phản công! Mình đã nói rồi mà, bây giờ tụi mình không là bạn nữa. Đã đoạn tuyệt rồi. Cái con mắm này, chắc tao cần mày à. Mày nghĩ tao sẽ xuống nước đi năn nỉ mày hả? Còn lâu đó nha. Đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt. Này, tao sẽ biết sự lợi hại của mặt ạ, còn như thế nào. Ê, hoài à. Thằng này, thả tao ra. Đâu, thả tao ra. Thả tao ra. Yeah. Ây da. Mày là ai, đeo cái mặt nạ gì kỳ vậy? Ngươi không cần biết ta là ai. Nếu ngươi còn đụng tới bạn ta thì cẩn thận cái mặt nạ tùm lum tà la này. Cái con này. À, cái con này. Dạ. 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 Ôi da. 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 Ây da. Ây da. Mày. 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 Tụi mày còn dám tới đây nữa là ăn no đòn đó. Dám mày lại không? À. Nè. Cảm ơn bạn nhiều nha. Ừ. Bạn tên gì ạ? Bạn từng bận tâm chuyện đó. Mình chỉ là một người bạn tốt thôi. Nè, bạn phải cho mình biết tên bạn chưa? Cảm ơn bạn nhiều nha. Lẽ là nó thiệt hả ta? Tâm Anh! Lại đây. Ừ. Có phải là... À không, không gì. Chờ xíu nha.
xíu chạy xíu. Ngồi xuống đi. Mình hả? Chứ còn ai ở đây nữa. Bạn nói tụi mình là bạn mà. Nè ngồi xuống. Là bạn bè thì phải ăn kem chung với nhau chứ. Có vậy cũng hiểu nữa. Đúng là cái đồ tùm lum la. Nhưng mà tụi mình đã đoạn tuyệt rồi mà. Đừng có giỡn nữa. Mình nói thiệt á. Trước kia tụi mình đâu là bạn đâu. Nên chuyện đoạn tuyệt vô nghĩa. Không còn hiệu lực nữa. Ngồi xuống đây lẹ đi. Kem chảy hết rồi nè. Vậy là từ bây giờ tụi mình sẽ là bạn lại hả? Ôi nhiều quá. Kem nó chảy rồi nè. Nè ăn đi. Cảm ơn bạn nha. Thả miếng ra. Bạn kỳ quá à. Giỡn thôi nè. Ngon không? Ngon quá à. Đình rút lại hả? Không có giỡn với chị được nhau nè. Cưng. Ngon quá. Ngon. Mm.